苦。Mị đang làm gì đấy? Thế... À... Thế... Thế A Phủ nói, tại sao Mị lại phải trả lời A Phủ? Khiếp, làm gì mà kêu thế? Mà dạo này trông Mị cũng màu mỡ phết nhỉ? Dạ vâng, không dám. Mà trông bụng A Phủ cũng to phết nhỉ? Chắc lò xo cũng thụt rồi đấy. Mà này, ta vừa mới xuống bản, săn được hai cái vé IDM đấy. Fashion Play IDM. Trông A Phủ thế này mà cũng dân chơi phết nhỉ? Chuyện, ông già mới để lại cho hai lô đất mà. Nhưng mà Mị không có biết múa quạt đâu. Cần gì phải biết múa quạt? Quan trọng là chủ nhật tuần này Mị có rảnh không? Thật ra ấy, thì cũng không phải là rảnh đâu. Nhưng mà A Phủ ngỏ lời ấy, thì Mị... Ok, thế có gì chủ nhật tuần này Mị đi chăn trâu hộ thằng A Sử nhá. Để nó đi xòe quạt với cả A Phủ. Thôi A Phủ đi đây. Mị đang làm gì đấy? Ta ăn lá ngón, ta không tiết sống làm gì nữa. Bây giờ ăn lá ngón không chết được đâu. Đây, sinh tố lọc đá của nhà máy nước sông Nin. À, đây có phải là cái sông Nin ở trong cái tiểu thuyết Người lái đò sông Nin đúng không? Biết. Thôi thì Âu cũng là hóa kiếp cho mình. Nếu có kiếp sau thì cũng đừng làm robot không xếp hàng nha. Ôi mẹ ơi, con chơi game một thắng được cả tiền này. Mày thì suốt ngày game mới chả gục. Chơi game mà nhiều tiền thế này cơ hả con? Đương nhiên rồi, con đứng đầu cả cái server Gunny Mobi thì lại chẳng. Ghê, mày mà cũng học như chơi thế này thì mẹ cũng mừng lắm. Úi trời ơi, cái tầm này á, con không có đối thủ luôn. Cái thằng về nhì á, kém con hẳn 20 triệu luôn. Giải nhất hơn giải nhì tận 20 triệu cơ á. Kinh phết nhở. À không phải đâu mẹ ạ, cái này là giải top phú hộ. Nghĩa là người nào nạp tiền nhiều nhất vào trong game ấy ạ. Nghĩa là người nào nạp tiền nhiều nhất vào trong game ấy ạ. Thật ra ấy, là lúc đầu con cũng nạp ít lắm. Thế mà cái thằng này nó cứ đòi đua top với con. Thế là con nạp một phát 20 triệu luôn.